Hello, xin chào anh chị em các bạn ha. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên sóng cái mẫu xe Mokka. Đây là mẫu xe mới về, mới cập bến ha. Đây là màu mới luôn nha. Cái màu này thì hôm trước thì chưa có, hôm nay thì có hàng về. Thì em lại lên sóng để cập nhật cũng như là màu mới cũng như là báo giá cho anh chị em ha. Thì đầu video thì em cũng sẽ giới thiệu qua về cái mẫu xe này cũng như là giá bán để anh em chị em có thể là nắm được cái thông tin giá cả của mẫu xe này ha. Mẫu xe này là mẫu Mokka i8 2023. Mẫu này thì đã nâng cấp lên động cơ là 600W nhá, nên mà đi nó rất là mạnh và mượt anh em nhá. Đó. Và con này thì nó vẫn là mang trong mình là động cơ dung lượng pin là bình là 4 bình 48V 14A ha. Và tốc độ chạy từ con này thì nó sẽ đạt khoảng 45 đến 50 km một giờ ha. Và một sạc thì anh sẽ đi được khoảng 45 km một lần sạc ha. Đó. Thì con này thì nó trang bị rất là nhiều cái tính năng hay ho ha. Thì bây giờ sẽ báo giá, bắt đầu tôi sẽ quay chi tiết cho anh em ha. Thì con này thì hiện tại thì bên em đang bán với giá là 9 triệu ha, 9 triệu miễn phí ship toàn quốc. Còn anh em ở gần thành phố Hồ Chí Minh đến trực tiếp để xem xe thì bên em không phải ship xe thì bên phải giảm cái tiền ship cho anh em ha. Đó, nên cứ anh em ở xa thì bên em vẫn miễn phí ship ha. Rồi bây giờ thì em sẽ đi sát lại gần để quay chi tiết các mẫu xe này ha. Mình sẽ nói về động cơ trước ha. Đó, động cơ con này là động cơ 600W em nhé, động cơ 600W, bánh của nó là bánh là 14 in, vỏ này là vỏ không ruột em nhé, bánh 14 in, mâm nhôm đúc luôn em nhé, mâm bằng nhôm, đấy, màu hôm nay thì về cái màu sơn màu xanh nhạt nhạt em nhé, màu xanh nhạt ha, đấy, con này thì nó cũng trang bị là phuộc trước sau này, đó, mạ chrome rất là đẹp nha, cái màn viền mạ chrome mình thấy là rất là đẹp luôn em nhé, in trước in sau này, rất là êm anh em nhé, đó, trang bị in trước in sau trong chân chống đứng, chân chống giữa này, trang bị thêm bàn đạp này, đó. Rồi mình sẽ đi về phía trước nhé. Phía trước này thì trang bị đây, mặt đồng hồ anh em này. Đó, mặt đồng hồ hiển thị rất là sắc nét nhé, đầy đủ thông tin như là ô đô này, rồi tốc độ chạy này, dung lượng pin đầy đủ cho em này. Đó. Còn chìa khóa thì nó cũng sẽ sử dụng 3 loại chìa khóa nhé, chìa đồng hồ điều khiển từ xa. Chìa khóa cơ và cái thẻ này là thẻ gọi là NFC á. Thẻ này thì mình chỉ cần đặt lên đồng hồ là khởi động thôi. Mình sẽ khởi động cho mọi người xem nhé. Đó, đặt lên đồng hồ là tự động khởi động ha. Và tự động đặt lên là nó sẽ tự động tắt ha. Đó. Còn đồng hồ điều khiển từ xa nó cũng vậy ha. Có 3 nút này, tắt mở này và khóa bánh này. Trong khóa bánh thì có chế độ chống trộm luôn. Thì em lắc xe nó sẽ kêu hú lên ha. Đó. Rồi, còn chế độ chạy thì sao? Chế độ chạy thì cũng có 3 chế độ chạy ha. Đây, chế độ chạy thì số 1, số 2, số 3. Đây, số 1 này, số 2 và số 3 nhé. Đấy, số 1 thì mình sẽ đi khoảng hơn 30 cây, số 2 thì khoảng hơn 40 cây. Và số 3 thì đến 50 cây, 50 km một giờ anh em nhé. Rồi, còn phía bên này thì có trang bị như là công tắc đèn này. Ha. Đó, công tắc đèn này, xi nhan này. Đấy, và còi ha. Đó, đầy đủ luôn. Và có trang bị thêm một cái... Đây là cái kẹp điện thoại. Kẹp điện thoại và trang bị thêm cổng sạc USB như thế này. Đó. Đây phía đầu đèn nhá. Đây, phía đầu đèn thì mình có một cái đèn là full LED luôn em nhá. Full LED cũng khá là sáng này. Hôm nay thì trang bị gắn thêm một cái mão này, khá là dễ thương ha. Đó. Trang bị rổ này, rổ sắt này. Rổ sắt cho anh chị em đựng đồ. Đó. Mâm trước cũng là 14 in, vỏ không ruột nhá. Mâm nhôm luôn anh em nhá. Đây, còn phía trước này có chỗ để chân khá là rộng rãi thoải mái nhé. Rộng rãi thoải mái này. Và có cái gác chân phủ như này này. Anh chị em nào người lớn thì mình có thể là gác chân đây. Ha. Đó. Người nào mà cao một chút xíu thì mình gác chân đây thì nó sẽ thoải mái hơn này. Có thể gập ra gập vào cho nó gọn nhé. Trang bị là bàn đạp nên mình không cần phải đăng ký biển số. Ha. Đó. Ok, một màu sắc nói chung là nhạt nhạt. Nhưng mà để ở ngoài thì nó nhìn rất là sáng xe anh em nhé. Rất sáng xe. Ngồi rất là thoải mái luôn, in rất là êm này. Đó. Và giá bán chỉ có 9 triệu thôi, 9 triệu miễn phí ship toàn quốc nhé. Anh chị em ở xa thì cần cọc 1 triệu thôi, bên em ship xe toàn quốc luôn. Còn anh chị em ở gần thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương thì mình có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng là 121 đường Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh để mình xem xe. Khi anh em đến trực tiếp bu xe thì bên em không phải ship xe thì em sẽ trừ cái tiền ship ra cho em ha.
giảm giá cho anh em một chút xíu nữa ha. Đó, nên anh em cần thông tin giá của mẫu xe nào thì có thể là inbox ngay số Zalo trên màn hình ha. Bên em thì còn khá là nhiều cái mẫu xe khác nên anh chị em cần thông tin thì cứ inbox Zalo để gửi thì thông tin hình ảnh xe chi tiết hơn cho anh em ha. Và bây giờ cũng xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video tiếp theo. Anh em mua xe hãy inbox ngay số Zalo trên màn hình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại ha.